sẽ nói chuyện với những cái đề tài có lẽ không giống ai trong khóa tu này, còn không thì sẽ nói giống cô trụ trì, giống tôi đứng dậy đi xuống liền. Cái đề tài của buổi nói chuyện chiều nay là chuẩn bị cho một chuyến đi. Dạ. Năm nay thì quen biết trong đạo tràng thì đã có ba người stroke, đêm sáng ra không dậy. Và trong thân nhân cũng có một người, tuần trước khi quý thầy vừa qua thì cũng đi xuống San Jose để đến bệnh viện thăm một người, mà thứ bảy này là thiêu. Thì mình thấy cái sống và cái chết nó còn nhẹ hơn cả một hơi thở, và nó như là một cái bóng, cái bọt nó tan. Và lạ là sao trong khoảng 2 năm gần đây đó thì đa phần lại là đi đưa đám những người không có già, như cái người mới tuần trước của San Jose cũng chưa già, đã hơn tuổi, hơn nửa tuổi của Tuệ một chút thôi. Vậy thì mình thấy Sư Trí Hải nói ta không biết cái chết nó đến khi nào, nên ta sẵn sàng đón nó bất cứ khi nào. Và thực tình huynh đệ biết là nếu mà nó tới bất ngờ đó, mình cũng hơi lúng túng, phải không ạ? Dạ, mình không biết là sao. Vì sao mà mình lúng túng? Vì ít khi mình chuẩn bị cho nó. Kể cả những người lớn tuổi, huynh đệ sẽ thấy mình bao nhiêu bận rộn. Ngay cả cô Tuệ bây giờ tuy là đang chuẩn bị nói cái bài này, nhưng mà trong bụng thì vẫn rất là lo chuẩn bị cho cái việc xây dựng sắp tới, phải không ạ? Trước đây một tuần thì lo chuẩn bị cho khóa tu. Và mình thấy là mấy chuyện đó hình như nó gần hơn. Cái khóa tu nó kế lưng mình, hoặc là cái việc xây dựng nó đang kế lưng mình, mà mình không biết cái chết nó chỉ trong một hơi thở. Thì chúng ta đều bị cái ý nghĩ như vậy, cho nên một đời mình bận rộn. Bận rộn đến nỗi có hôm Hùng nói với cô Tuệ là cô Tuệ là cả đời bận rộn. Bữa đó nghe xong rất là ức, mới cãi lại nói là cô không có dạy mà bận rộn cả đời đâu. Vì mỗi một chúng ta đều có ít nhiều trách nhiệm. Ngay cả mấy em nhỏ cỡ như Minh Hoàng là con, Minh Minh Hà, con cũng có những cái trách nhiệm, phải không ạ? Con phải lo học hành, con phải có hiếu với ba mẹ, vân vân. Huống nữa là người lớn. Và mình mới thấy chúng ta bị lúng chân ở trong cái bận rộn trách nhiệm của mình. Có một cái ông đó, ổng mua 50 cái ký lô cải mà rất là rẻ, quá rẻ, và ổng mới nghĩ là đem nó lên trên cái sân thượng của mình để mà phơi cho kịp nắng. Và ổng cứ đi chuyển lên trên lầu, lên sân thượng, và nó còn có không bao nhiêu, và ổng ráng. Và cuối cùng thì ổng thở và ổng té xuống. Khi đưa tới cấp cứu thì biết đó là nhồi máu cơ tim cấp tính, và người ta hết sức để cứu thì họa may còn sống được. Thì chúng ta thường ráng một chút, cứ ráng một chút mà không biết cái sức của mình nó ở đâu. Đó là nói về cái thân. Những cái chuyện này nó không lạ với mình, nhưng mà huynh đệ thấy mình có còn bị vướng không ạ? Bằng cái bệnh thời đại bây giờ là bệnh stress và buồn phiền. Không biết làm sao, nhìn thì ai cũng tươi, phải không ạ? Gặp nhau nếu có ai hỏi mình cũng nói dạ khỏe. Nhưng mà bên trong á, ai cũng có những cái dồn nén âm thầm. Mà nếu mà hỏi tới coi chừng có khi rớt nước mắt. Rồi có những cái buồn phiền, mình ở với cái người thân của mình đó mà có buồn phiền không huynh đệ? Lạ. Thân nhất đời rồi cũng buồn phiền, thì nó đưa tới cái stress. Và có khi
Có khi mình lại bị stress vì những cái chuyện bên ngoài, người ta nghĩ gì về mình, người ta đã không hiểu mình, vân vân. Và tất cả những cái này nó thành ra mình sống có nhiều phước duyên, nhưng mà cuối cùng đó mình không có thưởng thức được cái cuộc sống mà mình đang có với những phước duyên mình đang có, mà mình cứ bị cái đám mây bàn bạc đó nó che. Huynh đệ có thấy không ạ? À? Và càng lớn lên á, mình cười không biết cười nửa miệng hay cười nguyên miệng, phải không ạ? À? Là nó cười vậy thôi mà nó không có được tươi tắn như con nít. À, người ta nói khi 20 tuổi người ta băn khoăn lo lắng không biết người khác nghĩ gì về mình, đến 40 tuổi thì ai nghĩ gì mặc họ, đến 60 tuổi mới biết chẳng có ai nghĩ gì về mình cả. Thành ra mấy cái thứ mà mình bận tâm á, đến 60 tuổi mới biết chẳng có ai nghĩ gì về mình cả, vì mỗi người đều họ đầy ắp với những cái công việc riêng tư của họ, không hơi đâu nghĩ tới mình. Vậy thì tất cả những cái bận rộn phiền bực ấy, là do cái đầu này nó tạo ra. Và mình học thiền thì mình biết đầu mối của mọi cái buồn phiền stress mọi thứ nó đều nơi cái đầu mình. Và mình nói tôi buồn đầu khóa tu cho đến cuối khóa tu, và mình cũng được nhắc là buồn. Bây giờ tới ngày thứ tư rồi, xin hỏi huynh đệ buông rớt hết chưa? Sao lắc đầu? Để dành 4 ngày gạt hết mọi chuyện, mọi người ủng hộ cho mình mọi chuyện để cho mình buồn, từ ăn tới ngủ tất cả mọi chuyện, huynh đệ buông rớt chưa? Tại tại sao nó không rớt? Tại sao nó không rớt? À, không có cái gì dính mình hết trơn ấy, chỉ vì mình nắm, phải không ạ? Ngay cả cái tay của mình, đố huynh đệ nếu mà cô Tuệ để cái viết khơi khơi vậy, nó có thể nào mà nó dính được không? Nó không thể dính được. Nhưng mà do mình muốn giữ, muốn nắm, mình không chịu buông, thì xét cho cùng cũng là một cái tâm tham. Mình còn muốn giữ. Mình nói dạ con khổ lắm, nhưng mà mình vẫn muốn gánh cái gánh đó. Cái ông Trư Bát Giới, ngày mà ổng chưa gặp Đường Tam Tạng là ổng cưới vợ là con gái của Cao Lão, và gia đình của Cao Lão rất là chán vì có một thằng rể yêu tinh. Và khi thầy trò Đường Tam Tạng đến, có Tôn Ngộ Không đi theo thì họ cầu cứu. Tôn Ngộ Không mới trị cái ông Bát Giới này. Thì huynh đệ có nhớ cái đoạn truyện này không ạ? À? Tôn Ngộ Không hóa biểu cô gái đó đi tránh đi, và ổng hóa thành cái hình của cô vợ của Bát Giới. Và cô nàng ổng ẹo nói cái gì đó, à, bữa này cõng em đi, cõng đi. Thì Bát Giới mới cõng cái cô vợ của mình về cái hang của mình ở trong núi. Và khi mà Tôn Ngộ Không là trong cái thân nhân dạng của cô gái đó, ổng hóa ra rất là nặng. Và Bát Giới mới than nói là sao bữa nay em nặng quá vậy. Thì cái con khỉ trên lưng nó cười hi hi hả. Và khi nặng như vậy đó thì Bát Giới vẫn cứ ráng cõng và cứ nói không sao đâu, ráng cõng, nặng bao nhiêu cũng ráng cõng về, cho tới khi nặng quá không nổi té lăn ra, thì cô gái rớt cô gái ra. Thì như vậy để mà mình thấy những cái gánh này mình tình nguyện gánh, và mình sẽ gánh cho tới khi nào té lăn ra thôi. Cho nên cái tâm tham nó làm cho mình đeo đẳng mọi chuyện trong đời này, rồi tới khi mà nhắm mắt bất ngờ ra đi đó, mình có đi nhẹ nhàng được không ạ?
tham nó đi kèm với ái, cái ngã sở, cái dính mắc và mình thấy thiệt. Rồi có khi tham ái nó rất gần với cái bực bội, oán giận, oán trách. Tới hồi chết rồi mình vẫn còn giận. Hai, mấy cái này huynh đệ sẽ thấy cái cặp thương và ghét nó đi với nhau. Mình không có bất công để tâm giận cái người mình không thương, phải không ạ? Cái người mà mình thương á, mình sẽ giận ghê lắm. Và giận cho tới gần chết không biết buông rớt ra chưa. Vậy thì tất cả những cái này nói ra để mình thấy, phải tự thấy lại được mình đang kẹt cái gì đây. Để lỡ mà một chút nữa mà mình chết á, thì mình có đi một cách thong thả không? Bây giờ mà mình ngồi xét lại này huynh đệ, để 1 phút để coi cái tâm mình có ai trong đây không dính cái gì hết, xin đưa tay cho con được biết. Không dính cái gì hết á. Đó, thì như vậy mình nên coi lại tại sao mà mình được học là mấy cái thứ này nó huyễn hóa, không thật, buông đi mà mình buông không được. Thì sư Hạnh Huệ chỉ dùng cái hình ảnh là nếu trong tay mình là một cái cục than đỏ thì mình có hỏi là làm sao con buông không? À, không cần ai nói gì mình cũng hất nó đi. Nhưng mà tiếc á, là tại sao mà mình không buông được cái cục than đấy? Vì sao vậy chú Quang? Nó chưa, mình chưa cảm thấy nóng phải không ạ? Cho nên Phật nói một bài kinh mà dùng hình ảnh của cái con ngựa, có 4 loại ngựa. Loại ngựa thứ nhất là nó vừa thấy cái bóng cây gậy thôi là nó đã vâng lời, nó chạy, là tượng trưng cho cái người mà vừa nghe một người khác chết, nghe tin của một người khác chết thì mình đã biết rằng mình phải chuẩn bị. Đó là loại ngựa thứ nhất. Cái loại ngựa thứ hai đó là khi mà cái con ngựa nó thấy cái bóng cây, cái roi á, cái cây gậy thúc ngựa đó, nó không có chịu chạy mà phải chờ cái cây gậy thúc ngựa này quất một cái trên cái lông của nó đó, nó mới biết sợ nó chạy. Thì đó tượng trưng cho cái loại người thứ hai là khi thấy chính mắt mình một người từ sống tới chết, thấy họ già bệnh khổ sống chết và mình biết nó sẽ tới mình, lo tu. Huynh đệ thuộc loại nào trong 2 loại này? Chúng ta đi đưa đám mấy lần rồi, tức là mình đã thấy người rồi phải không, thấy người thân ông bà cha mẹ gì đó mình, mà mình đã chịu tu chưa? Vậy là nó chưa vô lọt vòng cái loại ngựa thứ hai. Loại ngựa thứ ba là cái gậy thúc ngựa nó chạm vào lông cũng chưa chịu chạy mà nó phải thúc vô trong thịt đau mới chịu cất vó chạy. Thì đó là tượng trưng cho cái người khi có một người bà con ruột thịt của mình chết là mình thấy đau, thì lúc đó đó mình mới chịu tu. Cái này có vẻ có phải không? Ví dụ như cô có bà dì, ngày xưa ông ngoại mất, thì khi mà dì cô năm đó là 16 tuổi thấy ông ngoại mất, trong lòng thương và dì đi tu, 16 tuổi đi tu là tới khi thành sư bà đó. Thì cái trường hợp này có nhiều, hay là khi thấy một người thân của mình mất rồi mình ăn chay và mình tu tập, thì đó là loại ngựa thứ ba. Và tới loại ngựa thứ tư đó là cái cây gậy thúc ngựa nó đâm vào thịt cũng chưa chưa chịu đi mà nó phải đâm tới tận xương thì mới chịu chạy đi. Thì đó là cái người chính thân mình cảm thọ về bệnh khổ
cái chết nó chạm tới chính mình, lúc đó mới chịu tu. Bốn loại người này Đức Phật đều khen, nói rằng đây là những cái người có trí. Còn cái hạng người cuối cùng là những người ngay cả khi ốm nặng và đứng bên bờ vực chết rồi vẫn còn lo thương với giận, không lo tu. Có không ạ? À, vẫn còn tiếc của, vẫn còn thương giận, không biết tu. Thì mình thuộc loại nào trong những loại Đức Phật dạy? Và mình vẫn cảm thấy cái chết chắc nó đứng đâu ngoài cửa hay là đứng đâu dưới đường xa đó, nó chưa tới mình. Vậy chắc mình thuộc loại ngựa thứ tư quá. Phải không ạ? À? Dạ. Thì khi tu tập, mình cảm thấy mình tu tập để chuẩn bị cho một cái chuyến đi chắc chắn sẽ tới. Trong đó nó vừa có sự chuẩn bị và nó cũng vừa có một cái tâm hơi ngán, cho nên mình phải chuẩn bị lo tu tập. Nhưng mà đồng thời nhà thiền ấy, thì vừa nhắc mình sanh tử sự đại, tức là đó là việc không dễ qua đâu, không phải là cái chuyện nhẹ nhàng đâu. Nhưng mà đồng thời các ngài cũng nhắc tới không có sanh tử, không có đến đi. Huynh đệ thấy được cái chỗ tinh tế này không ạ? À? Khi tâm của mình lo sợ cái chết và mình lo ráng tu để tới đó yên, thì nó còn cái thái độ đối phó. Còn nhà thiền á thì lại nói tới một cái không sanh tử, không đến đi. Ni sư Diệu Nhân có bài kệ trước khi thị tịnh mà cô Tuệ đã chọn nó để khắc trên cái đại hồng chung của Diệu Nhân. À, vì chùa mình tên là Diệu Nhân và đó là một ni sư rất là đáng mặt, thiền sư. Bài kệ đó có ai nhớ không ạ? À? À, mai mốt mà mình có cái chuông đội hình để tới đó đọc. Sanh già bệnh chết xưa nay lẽ thường, muốn cầu thoát ra mở trói thêm ràng, mê đó tìm Phật, lầm đó cầu thiền, thiền Phật chẳng cầu, uổng miệng không lời. À, ni sư nói xong và thị tịnh. Thì như vậy với ni sư Diệu Nhân thì sanh già bệnh chết xưa nay lẽ thường, không sợ không tránh, vì đó là cái lẽ thường mà kể cả Đức Phật Thích Ca ngài cũng sanh già bệnh chết. Nhưng mà trong cái sanh già bệnh chết đó đó, các ngài có vướng kẹt trong đó không ạ? Muốn cầu thoát ra mở trói thêm ràng. Đây là chỗ mà hồi sáng thầy Viên Chiếu có nói, khi mà mình cầu thoát ra thì cái cột mình vô trong mọi điều là ý niệm, rồi mình cầu thoát ra, cái đó có phải ý niệm không ạ? Cũng là ý niệm. Cho nên mở trói thêm ràng là mình tưởng là mình mở trói, không ngờ là mình cột thêm. Cho nên nãy giờ nó chuẩn bị cho một chuyến đi, mà nếu mà mình sợ và mình lo tu để thì mở trói thêm ràng. Mà cái thái độ của người trí là sanh già bệnh chết xưa nay lẽ thường. Mình thấy được già bệnh chết, đố huynh đệ mình có tránh được không ạ? À? Có ai trong đây sẽ không già không? Sẽ không bệnh và sẽ không chết. Thành ra mình đừng có nghĩ tới chuyện tránh hay trốn, mà coi cái thử cái chuyện sanh già bệnh chết này đó là cái chân thật hay là chỉ là
một cái áo mà mình bỏ đi. Già bệnh chết là cái thân mình, phải không ạ? Những cái chuyện này huynh đệ đã nghe nhiều lần không có mới, nhưng mà sự thực mình có coi cái thân này như một cái áo mà mình sẽ thay sẽ bỏ không? À, mình có rất nhiều áo ha, có thể có thấy cái tủ áo của nhiều vị. À, nhưng mà cứ tới một cái mùa nắng, một cái mùa lạnh là huynh đệ đi kéo áo mới về. Mình đã vô số kiếp thì cái thân này chỉ là một cái áo mình bỏ đi. Già bệnh chết là những cảm xúc mà cái biết nó nhận ra. Thì khi mà huynh đệ thấy được cái chỗ đó rồi đó, thì thân có già, có bệnh, có chết, nó có đáng sợ lắm nữa không? Đó, thì như vậy huynh đệ thấy cái góc nhìn không phải là cái thân này thiệt để mà mình phải sợ, phải đối phó, mà là trả nó lại, thân này của duyên. Và duyên hết thì hết. Thì khi mà mình nghĩ như vậy rồi đó, cái tâm của mình nó sẽ nhẹ hơn. Có những vị họ tu tập rất là sâu và tự cho là mình hiểu, nhưng mà trong con mắt của những cái bậc trí thì họ vẫn còn kẹt. Có câu chuyện kể về thiền sư Tùng Duyệt ở Đâu Xuất. Sư tu tập đã lâu, coi cả một đồ chúng và dẫn chúng mình đến yết kiến Hòa Thượng Trí ở Vân Cái, thì hai bên trao đổi đàm luận chỉ vài ba câu đó, thì Hòa Thượng Trí đã thấy được cái chỗ kẹt của sư Tùng Duyệt. Mà dù là sư Tùng Duyệt là người đã có đồ chúng rồi đó, thì sư mới cười, thiền sư Trí đó mới nói là xem thủ tọa là cái người mà đứng đầu chúng đó, khí chất phi phàm, tại sao thốt ra lời dường như là kẻ say? Tức là mình là một người lớn dẫn chúng đi mà bị ông thầy nói là sao nói như là cái người say. Thì sư đỏ mặt toát mồ hôi và thưa là cúi mâm hòa thượng chẳng tiếc từ bi. Hòa thượng Trí lại châm chích thêm ít câu nữa, và ngài Tùng Duyệt mờ mịt mới là xin vào thất để thưa hỏi. Hòa thượng Trí hỏi: vậy chứ ông đã từng gặp hòa thượng Ngộ ở pháp xứ chưa? Ngài Tùng Duyệt nói là và đã từng xem ngữ lục tự hiểu rõ nên cũng không có mong thấy. Tức là cái người nghĩ rằng mình hiểu rồi, tu được rồi, không cần gặp thiện tri thức. Hòa thượng Trí hỏi: đã từng thấy hòa thượng Vân ở Động Sơn chăng? Tức là ngài hòa thượng Văn là Khắc Văn Chân Tịnh đó. Thì sư Tùng Duyệt thưa là người quan tây không đầu não, mang một cái quần vải khai nước đáy, có chỗ nào mà hay? Huynh đệ nghe cái lời có vẻ cao ngạo không ạ? Thì hòa thượng Trí mới bảo ông nên đến cái chỗ khai nước đáy đó để mà tham học. Và sư Tùng Duyệt vâng lời, theo cái lời dạy đó để đến chỗ ngài Khắc Văn Chân Tịnh học. Mình thấy người xưa ha, họ rất là tự tin đến nỗi như cao ngạo, nhưng mà khi được chỉ điểm thì họ có cố chấp không ạ? Họ không cố chấp, họ đi đến đó và ổng đi đến đó học. Sau khi nhận được yếu chỉ, trở lại yết kiến Hòa Thượng Trí, thì Hòa Thượng Trí hỏi: sao sau khi thấy người Quan Tây, tức là cái người ở cái vùng Quan Tây đó, thì việc lớn của ông thế nào? Sư Tùng Duyệt lễ lại và thưa là nếu chẳng được Hòa Thượng chỉ dạy thì luống qua một đời. Đó, như vậy mình thấy cái bước đường tham học và tu tập nó đơn giản hay là nó phải kiên trì? Và mình có thể tin được là mình đã hiểu hết rồi không ạ? Do đó khi nào mà tâm của mình nó đối với các việc đến đi trong đời mà nó bình thường, bình tĩnh,
bình thản thì lúc đó biết cái chỗ sống và chỗ hiểu của mình nó khế hợp. Còn nếu mình vẫn bị mọi chuyện bên ngoài xoay chuyển thì biết việc lớn của mình chưa xong. Thì khi sống mà vẫn còn dao động thì khi chết mình đi đâu, đố huynh đệ? Theo nghiệp. Mình bị dao động bởi vui buồn thì khi chết mình đi theo nghiệp. Và đố huynh đệ, mình có chắc được là mình toàn chỉ có nghiệp thiện không không? À, hình như ngày nào mình cũng có phạm đôi cái lỗi lầm, phải không ạ? À, mình càng ở gần cái người thân của mình á thì hình như những cái lỗi lầm nó càng nhiều hơn nữa. Cho nên cũng không dám xem thường. Và người xưa sở dĩ xong được những cái việc lớn đó là do huynh đệ thấy họ chăm chút cái việc bổn phận. Họ biết việc của mình chưa xong và họ đặt nó lên hàng đầu. Còn tất cả chúng ta, mình có đặt cái việc coi sóc cái tâm mình hàng đầu không ạ? Không. Thì tại sao hôm nay lại nói chuyện này? Có lẽ là cái ấn tượng của cái lần mà đi thăm cô Chúc Phước ở San Jose đó, nó còn lưu lại quá. À, khi đến thăm cô ở bệnh viện thì cổ bị, trước đó là cô té xuống và người ta biết là máu đã tràn ra não, là não đã chết, và cô nằm ở đó, tim phổi mạch tất cả mọi thứ đều bình thường nhưng mà cái não chết. Và cô nằm, họ 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 để chờ để hiến nội tạng, thành ra cái thân thì còn sống nhưng mà đã được xem như một người đã chết. Cô đang còn nằm trên giường mà đã cầu siêu, tự nhiên cái cảm giác nó rất là thấy thấy xót. Huynh đệ hiểu không ạ? Đang còn nằm, tim phổi còn đập mạch còn nhảy, và khi tới thăm tụng kinh nhắc nhở thì nước mắt chảy ra. À, mà mình đã phục nguyện cầu siêu và về tới vô ưu đã có bàn thờ hình ảnh là thập nhang. Thành ra mình thấy vậy là người đó sống hay chết. Huynh đệ thấy không ạ? Và tất cả chúng ta đều sẽ đi đến cái lằn ranh đó. Lúc đó muốn tu nó có dễ không ạ? Và lúc đó có muốn nói một điều gì, có muốn làm một điều gì, có còn được như ý nữa không? Trong khi chúng ta ở đây, bây giờ mình muốn đứng lên thì mình đứng, muốn nói cái gì mình nói, ai hỏi cái gì mình gật đầu được. Mà tại sao mình không có tự chuẩn bị cho mình? Vì mình sẽ đến cái lúc nằm trên giường không nhúc nhích được, đúng không ạ? Chắc chắn mình sẽ đến cái lúc đó. Vậy thì nhắc lại cái hình ảnh cũ để mình thấy mình rất là có phước. Hôm nay đủ đi đứng nằm ngồi tự do như ý. Mà nếu không biết tu, không nỗ lực tu, mỗi một chúng ta và cứ để trôi lăn trong bận rộn, trong trách nhiệm, trong giận và ghét và thương, mình có bị không huynh đệ? À, rồi thì cuối cùng cái ngày mình ra đi trở tay không kịp. Như vậy nếu mà không sáng được cái việc chính mình thì khi đi sẽ tối tăm. Còn lục tổ, khi lục tổ gần tịch, ngài họp đồ chúng lại và báo trước là tôi đến tháng 8 muốn lìa thế gian, các ông có nghi thì nên hỏi sớm. Thì ai cũng rớt nước mắt. À, lúc đó tổ mới nói là các ông buồn khóc là vì lo cho ai? Nếu lo ta chẳng biết chỗ đi thì ta tự biết chỗ đi. Nếu ta chẳng biết chỗ đi thì trọn không báo trước cho các ông. Các ông buồn khóc bởi vì chẳng biết chỗ đi của ta. Nếu biết chỗ đi của ta tức không nên buồn khóc. Pháp tánh vốn không sanh diệt đi lại. Thì đó là lục tổ. Thành ra ngài biết chỗ đi của ngài.
còn mình buồn khóc cho Ngài và cho mình nữa, vì mình không biết đường trước mờ mịt, đi đứng ra sao mình không biết. Vậy thì bây giờ mình có còn thì giờ không thưa huynh đệ? Sao lắc đầu? Nhưng mà mình có chịu tu chưa? Và như như hồi sáng nhắc là chỉ có một chỗ duy nhất để mình tu là chỗ nào ạ? Là khoảnh khắc hiện tại. Chỗ đó mình tu được. Dạ, thì còn chịu tu hay không đó thì cái đó là cái chuyện của mỗi người thôi. Những cái nguyên tắc mà về tu đó thì chúng ta đều đã biết rồi, là cái quan trọng nhất huynh đệ đối với nhà thiền đó, tự trả về lại, trở về lại cái chỗ vốn sẵn. À, cô Tuệ hay dùng chữ thư giãn đó. Huynh đệ càng nỗ lực, càng cầu tu, ham tu thì e là hơi nhọc công, mà nó không phải là cái lối thẳng. Thành ra buông xuống. Nếu mà chuẩn bị cho cái chết tốt nhất, khi mà mình biết là mình sắp chết này, buông xuống, buông cả thân và tâm xuống, thì đó chính là cái chỗ an nhiên của mình, gọi là chỗ vô sanh vô tác, sống lại cái tâm bất sanh của mình. Thì bây giờ mình thực hành chỗ đó làm sao? Thế này thưa huynh đệ, hôm qua trong cái giờ tham vấn á, có nói là mình canh chừng cái tâm phản ứng và tâm mong cầu, phải không ạ? À, ai nói cái gì trong này mình phản ứng, à, ai nói cái gì thì trong này mình mong nó tốt hơn, dễ thương hơn, thuận tiện hơn. Những cái này nó làm mình khổ. Thì bây giờ huynh đệ để ý này, cái gì mà nó đã xảy ra đó thì nó là nhân hay là quả? Ví dụ như đây là cái bông, huynh đệ đang có một cái bông rất là xinh như thế này, thì cái này là quả hay nhân? Nó là kết quả của hình như hoa của túng trồng, chăm bón, tưới, cắt, nó có mặt ở đây, đây là quả. Thì mình có làm gì được trên cái quả này nữa không? Thì cái cách mà mình cắm là một cái nhân mới ha. Thì cái cách tu của mình đó, khi mọi việc xảy ra đó, huynh đệ chọn cái nhân sanh tử hay là chọn cái nhân vô sanh? À, chọn cái nhân vô sanh. Thì trên cái bông này ha, trên cái bông này, rồi huynh đệ nói chà đẹp quá, chỉ cho tôi cách trồng. Như vậy là sinh tử hay vô sanh? À, tạo tác thêm. Vậy thì trên cái bông này thế nào là cái nhân vô sanh? Vô sanh vô tác. À, là chỗ mà sư Viên Chiếu nói cái tâm hãy ngủ đi, phải không ạ? Những cái vọng tâm sanh khởi, thấy chỉ là thấy, không thêm một cái gì hết á, thì cái đó là vô sanh vô tác, phải không ạ? Mình gọi là tâm bất sanh. Thì không sanh là không sanh vọng tưởng, nhưng mà huynh đệ có thấy không ạ? À, thì khi mà không sanh vọng tưởng á, thì cái tánh Phật nó hiển lộ nguyên vậy. Thì chính đó là cái chỗ mà chúng ta chuẩn bị cho mình lúc sống và lúc chết. Huynh đệ thấy dễ hay là khó? Sao cái gì cũng khó. Dễ ủi hả? Đưa cái bông thì chỉ có thấy thôi, và cười như ngài Ca Diếp được không ạ? À, nó rất là đơn giản, chỉ vì mình không chịu đơn giản, mình khởi lên thêm. Thì bây giờ cái khởi lên thêm của mình là quả hay nhân? Cũng là một loại quả rồi, vì mình đã huân tập cái thói quen sinh khởi đang dệt, phải không ạ? Cho nên bây giờ dừng không được. Huynh đệ muốn dừng vọng tưởng mà dừng không được, đúng không? Thì cái đó cũng là một loại quả. Thì trên cái mà mình thấy ra cái tâm mình lăng xăng lộn xộn, thì mình
chỉ thấy thôi, đừng thêm nữa. Thì cái đó trở thành cái nhân vô sanh. Ví dụ có ai chọc tức mình, cái mình giận quá, thì cái cơn giận của mình nó cũng là quả, huynh đệ, vì mình đã quen giận rồi, phải không ạ? À? Cho nên bây giờ mình gặp việc trái cái mình giận thì đó là cái quả. Thì khi mà mình thấy mình giận, cái tâm nó đừng tạo gì thêm, thì đó là mình đang có cái nhân vô sanh. Như vậy ngay trong từng khoảnh khắc mình chỉ thấy biết rõ, đừng thêm gì nữa, thì đó là huynh đệ đang tập tu cái nhân vô sanh, được không ạ? À? Đó, thì mọi thứ trên đời khi mà mình phản ứng ấy, chính là mình tạo cái nhân tạo tác, đúng không ạ? À? Ví dụ như thấy cái bông đẹp, cái mình nghĩ tới chuyện trồng hay là gì gì đó chẳng hạn, thì nhân tạo tác. Bây giờ thấy biết họ cho mình cũng có thể cấm, nhưng mà trong tâm này luôn luôn nó thăng bằng, nó bình ổn, thì đó là mình đang tu cái nhân vô sanh. Mà nếu 1 giờ mình tu như vậy, 1 ngày mình tu như vậy, mình quen cái điều đó, thì khi chết là vô sanh, quả được vô sanh, nhân tròn chánh giác, thường trụ niết bàn, chẳng lìa uế độ. Huynh đệ biết cái câu đó là câu gì không? Cái câu phục nguyện cầu siêu ở trong thiền viện ha. Mình phục nguyện cầu siêu là phục nguyện câu đó, quả được vô sanh là tâm khi nào cũng thành tựu, chữ quả là thành tựu cái vô sanh. Vô sanh là gì? Tức là từng khoảnh khắc thấy biết rõ ràng mà đừng có thêm cái gì nữa. Được phải không huynh đệ? Huynh đệ có thấy cái viết không? Thì đừng có thêm gì nữa, được không? Được, phải không ạ? À? Thấy cái kiến, đừng thêm gì nữa, được không? À, vậy thì nó cũng không khó. Tùy cái đưa lên Rồi thì, và giả dụ như bây giờ đưa cái bình trà, cho nên nếu mà đối với cái người mà có thường uống trà đó, họ sẽ khởi nghĩ liền, họ nói ồ đây có cái bài kệ này, bài này là bài Bát Nhã này, và trong tâm nó thích. Thì khi cái thích mà đã khởi lên rồi, nó đã trở thành quả, và tâm mình nhận ra được mình đang thích, thì trên cái sự nhận ra đó đó, huynh đệ nhận ra thôi không thêm gì nữa, thì nó đã là cái nhân vô sanh. Nó từng cái niệm kế tiếp nhau đó, thì khi mà tu như vậy đó, huynh đệ sẽ thấy tâm của mình nó ở một cái chỗ thăng bằng của cái tánh vốn sẵn. Thì chính đó là cái chỗ mà chúng ta chuẩn bị cho sự ra đi, và sự thực đó chính là cái cách mình sống cho đúng với cái nhà thiền. À, chúng ta sống như thế nào thì mình sẽ chết như vậy. Mình sống mình nhiều phản ứng quá. Phản ứng có nghĩa là mình muốn việc đó phải theo ý mình. À, nó không được, mình giận. Thì tới cái ngày mà mình nằm trên giường bệnh, cô có đi thăm cái ông anh và chứng kiến cái lúc mà ông trút hơi thở cuối cùng. Thì trước đó đó là ổng không nói gì được hết, và ổng chỉ ú ớ, ổng nói không nhận ra rõ, và cái chân của ổng nó bị kẹt dưới những cái lớp mà thiết bị y khoa này gì đó, và ổng đau, và ổng muốn nói cái thằng con á là dỡ cái chân của ông cho đừng có bị kẹp đó đó nữa, và ổng ú ớ ổng nói, và 3 4 người đứng bên cạnh không hiểu ổng nói gì, và ổng giận. Huynh đệ hiểu được cái tâm trạng đó không ạ? À? Thì một chuyện nhỏ nhưng mà đố huynh đệ đối với cái người đó họ khổ không? Rất khổ. Thành ra mà lúc đó thì cũng phải chấp nhận thôi. Thì nếu mà ngay bây giờ mình còn khỏe mạnh sáng suốt, mình tập chấp nhận các cái quả nó xảy đến, huynh đệ nghĩ nên không?
Ví dụ bây giờ tự nhiên mình té một cái dẹp cái lỗ mũi thì tốt hơn hết là chấp nhận, đúng không ạ? Vì mình có phản ứng kiểu gì thì cái lỗ mũi nó cũng dẹp. Thì sửa là chuyện khác, nhưng mà ngay đó đó đừng có bực hay đừng có càm ràm, đúng không ạ? Bất cứ thứ gì nó đã xảy ra, nó là quả, thì hãy chăm sóc cái nhân vô sanh. Hơn để thấy chỗ này không? Đừng mất thì giờ sửa đổi, bực bội phản ứng với cái quả. Ví dụ như mình nhờ người đó làm cái việc này mà họ không làm, họ làm ngược lại, phải không ạ? Cái đó cũng là cái quả, là vì đã có một số nhân duyên thế nào đó, bây giờ họ mới như vậy, thì không bận tâm nữa, thấy chấp nhận liền và chăm sóc cái nhân vô sanh. Thì trong cái câu phục nguyện của Hòa Thượng đặt ra trong thiền viện là quả được vô sanh, tức là thành tựu cái sự vô sanh, nhân tròn chánh giác, lo chăm sóc cái nhân nó trọn vẹn cái tánh biết, được không ạ? Rất là gần, gần lắm. Nhân tròn chánh giác, thấy là thấy, mà lỡ cái này mà nó rớt một cái bây giờ thả thử nghe. Thả thử nghe, có ai can không? À, nếu mà nó bể thì cái thân mình nó sẽ bể như vậy đó huynh đệ, thì nếu mà nó bể bất cứ lúc nào thì đó cũng đã là cái quả, thì lo chăm sóc cái nhân cho nó tròn cái chánh giác, cái biết của mình, thành ra chúng ta thành Phật trong từng khoảnh khắc. Thì lúc đó là lúc không có sống chết và không có đi lại, nó chỉ là một cái sự sống vô sanh. Lúc đó có nói sống với chết không huynh đệ? Không nói, vì sống cũng tỉnh thức, chết cũng tỉnh thức. Cho nên các cái lời khai thị thường nói là không đến đi, không sanh diệt, chính là cái chỗ mà ngay phút này rõ ràng thường. À, bây giờ còn một ít phút thì chiếu huynh để coi một cái clip chơi cho vui, à hầu như không dính dáng gì tới cái câu chuyện chuẩn bị cho một cái chuyến đi này, nhưng mà huynh để coi và huynh để sẽ hiểu cái tâm của mình nó rất nhiều dao động, cái dao động tự bên trong của nó, một mình cũng sinh phiền nữa, phải không huynh để? Huống nữa là có nhiều cái yếu tố ở bên ngoài, thì có thể nào giữ được một cái sự thăng bằng cho chính mình hay không? Nếu mình biết đặt nó trên cái đất thật thì nó sẽ có sự thăng bằng. Còn nếu mình không biết dùng cái chỗ đất thật thì nó té và mình bị dao động. Dạ. À, em mở cho họ nói đi. Chưa nói hả? Đây là những cái cục đá và người ta dùng cái gravity glue, tức là chỉ dùng cái sức của trọng lực chứ không có dán dính gì hết á. So fascinating.
stack, I'll just find some kind of small notch in the rock that I am absolutely sure will balance. And sometimes it'll take, I mean, anywhere from like a minute to up to half an hour to complete like one balance. It almost never takes that long, but a lot of the challenge with those really fine balance points is kind of, I guess, leaning into that will to stop. Like, your body, mentally and physically, sometimes just wants to stop. And the hardest part is, it gets easier with practice, is to just lean into that pain or whatever discomfort that it causes. Để ý cái sự tương phản, một bên là tĩnh lặng và một bên là cái vòng xoáy của nước và của mọi sinh hoạt. Thank you.
ngoài là nước nó chảy, người ta chơi thuyền cả một cái sự dao động. Nhưng mà những cái viên đá dù rất trong chanh, khi nó có được cái gravity glue đó, tức là nó được đặt ở trên cái chỗ gốc của nó, thì nó tự có sự thăng bằng và ổn định. Thấy khó phải không huynh đệ? Do đó đời sống của mình đi dự bao nhiêu khóa tu, mình học nhiều năm với thầy mình phải không ạ? Mà tới phút này mình dao động hay là mình an tĩnh? Do đó đó, mỗi người huynh đệ để ý cái con mắt của cái ông đó đó, nó không có căng thẳng, nó không có tập trung, nhưng mà nó là cái gì? Huynh đệ có để ý cái con mắt không ạ? Nó vô niệm hay là nó có niệm? Nếu lúc đó mà ổng mà dao động suy nghĩ, ổng có cảm nhận được cái điểm thăng bằng không? Không cảm. Ổng tìm ra được cái điểm để mà cho những cái cục đá thăng bằng bằng cái tâm tĩnh lặng của ổng. Do đó huynh đệ, mình tu tập mà có cầu, có mong, có đủ thứ thì không được đâu. Buông hết thì ngay trong cái chỗ rỗng rang của tâm đó, mình biết cái chỗ đúng để đặt tâm mình. Do đó mới nói tới chữ nhân vô sanh, quả vô sanh. Cái con mắt đó là một con mắt hoàn toàn chỉ có cái biết của hiện tiền, phải không ạ? À? Huynh đệ để ý cái người mà đặt viên đá đó. Do đó là mình không nói khó, mình không nói dễ, nhưng mà mình biết tâm của mình nếu không khéo đặt nơi chỗ thăng bằng thì một đời dao động, nhiều đời sanh tử, phải không ạ? Và cái vòng sanh tử nó không biết khi nào mới ra. Vậy thì tu cái nhân vô sanh ngay phút này và chấp nhận tất cả các cái quả, được không ạ? À, cái gì tới mình đều biết đây là quả. Quả của ai? Ừ, giỏi quá ha. Vậy là từ đây không còn ai đổ thừa nữa ha. À, không còn đổ thừa nữa, vì những cái nhân duyên chằng chịt mà nó tới cũng từ tâm mình phóng ra thôi. Chấp nhận hết một cách bình ổn, và ngay chỗ đó tâm của mình nó không có sanh khởi nữa. À, với cái nhân vô sanh đó thì chúng ta đương nhiên tu tập và sẽ thành tựu được cái quả vô sanh, và đó chính là cái chuẩn bị tốt nhất cho cái chuyến đi về về sau, hoặc là lúc nào đó khi mà mình phải lên đường, và đồng thời chính đó là cái cốt lõi của tu tập ngay cho chính mình trong cái phút hiện nay. Thưa huynh đệ, như vậy là đã xong cái bài pháp hôm nay. Thì chút nữa chúng ta sẽ có một cái buổi lễ cầu nguyện cho cái việc xây dựng, việc trùng tu của Thiền viện Diệu Nhân. Cũng xin thưa là xin thưa để huynh đệ biết qua cái việc xây dựng đó, mình sẽ xây dựng cũng chỉ có hai cái nhà, nhưng mà nó lên lầu để cho nó có chỗ. Mỗi một cái khóa tu đều thấy trăn trở là mình không có rộng rãi đủ để mình cùng tu tập. Để cho không xáo trộn đó, thì khi mà mình dỡ cái nhà này thì mình sẽ cất lại cái nhà này trong lúc quý cô vẫn ở trên đó. Và cất cái nhà này trước, nó là cái nhà của chư ni hai tầng. Mình thỉnh Đức Phật này tạm tạm lên trên kia, và những ngày sắp tới mình sẽ sinh hoạt nghèo nàn hơn nữa ở trên kia. Khi cái nhà này đã thành rồi, có lẽ là cả năm, thì quý cô về đây rồi mới phá bỏ cái nhà trên đó và xây cái chánh điện ở trên đó. Dạ, như vậy là chánh điện sẽ xây sau, để cho
quý cô và cả sinh hoạt đạo tràng không bị xáo trộn. Vậy thì giấy phép nộp xong rồi, và nếu mà mọi duyên nó thuận thì tháng 11, cuối tháng 11 mình có giấy phép, đầu tháng 12 mình bắt đầu phá dỡ ra và xây, thì trong một năm hy vọng xong, và sau đó thì mình làm tiếp cái chánh điện. Như vậy là phải trong 2 năm. Chỉ mong cả đại chúng cùng hợp sức tu tập. Là vì cô Tuệ nghĩ là chỉ có Tam Bảo giúp thì nó mới thành tựu. Không, không có, mình không có cái khả năng để làm. Nhưng mà nếu với cái sức tu tập ấy, thì Tam Bảo gia hộ. Và đồng thời biết là tất cả huynh đệ trong đạo tràng cái tâm tu rất là tha thiết, và tất cả quý vị cũng đều rất là quý kính sư ông. Và cái cách mà mình đền ơn sư ông ấy, chỉ có một cách là mình tu thôi. Và mong là huynh đệ nỗ lực tu, nghĩ tới sư ông mà tu, và nghĩ tới mình nữa, chuẩn bị cho một chuyến đi, và tu để mà mình không uổng phí một đời của mình. Thì chắc chắn với cả đạo tràng mà tu trong cái cách đó thì cô Tuệ đủ cái niềm tin là nó sẽ thành tựu. Không biết làm sao mà rất là tin, dù là hiện nay mọi thứ nó không có phải đủ, chắc chắn là không đủ, nhưng mà đủ cái lòng tin khi mà tất cả chúng ta cùng tu tập. Dạ, thôi giờ mình hồi hướng và mời tất cả huynh đệ chúng ta làm cái lễ gọi là lễ cầu nguyện trùng tu. Lẽ ra đó, lễ này là lễ khởi công, nhưng mà chưa có giấy phép, thành đã không dám nói khởi công. Hiện nay ngoài đó có cái anh gọi là General Contractor và General Manager. Chú cô ăn là một người ở trong nhóm từ đầu tới cuối. Mấy vị đó sẽ, và cái anh Architect, họ sẽ tới để họ cùng cầu nguyện với mình. Và ngày nào mà mình có giấy phép rồi đó, thật sự có giấy phép, thì có lẽ cô Tuệ chỉ mời quý thầy Đại Đăng hay là thầy Tuệ Tĩnh, vì lúc đó không còn quý sư mình ở đây nữa, làm cái lễ khởi công để cầu Tam Bảo gia hộ. Huynh đệ biết trong một cái công trình nó có rất nhiều những cái nguy hiểm, nó có nhiều chuyện không ngờ lắm, và chỉ có cái lực Tam Bảo gia hộ thì mình mới có thể yên tâm á. Thì đó là trình bày sơ để huynh đệ hiểu. Dạ, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.